OK, xin chào anh chị em. Huy sẽ hướng dẫn nhanh anh chị em cách để mà tạo ra con bot ở trong điện thoại nhé. Đầu tiên là chúng ta gì ạ? Download cái app Poe này, Poe trên iPhone nhé. Chúng ta nhấn ba gạch ở đây này, có cái ba gạch ở trên cùng bên trái nhé. Thì nhấn vào đây nhé. Đấy, sau đó chúng ta nhấn vào gì ạ? Create a bot, được chưa ạ? Create a bot này, OK không ạ? Rồi, sau đó ở đây chúng ta đặt tên cho bot, nhớ này là chúng ta sẽ không dùng dấu cách, không dùng dấu có dấu, viết liền không dấu nha anh chị em, viết liền không dấu. Ví dụ như là Quy Huy là gì ạ? Quang Huy. Đấy, ví dụ thế. Đấy chưa ạ? Bên dưới này thì mình sẽ đặt một cái tên nào đó, ví dụ như là bot giải quyết vấn đề. Đúng không ạ? Đó. Sau đó thì ở đây là cái prompt ẩn này thì chúng ta lấy đâu ạ? Chúng ta copy cái phần ở đây nhá. Đấy, copy cái ngày thông thái ở bên chỗ nhóm của chúng ta nhé. Chúng ta paste vào đây này, được chưa? Đấy, bạn là nhà thông thái Quang Huy đi, đúng không ạ? Đấy, Quang Huy đi. Đấy, làm huấn luyện viên cá nhân đó. Đấy, sau đó thì chúng ta viết vào đây, chúng ta ghi là gì ạ? Tôi là nhà thông thái Quang Huy. Đấy, bạn cần hỗ trợ, tôi có thể giải quyết những vấn đề khó khăn của bạn. Bạn cần hỗ trợ về vấn đề gì? OK không ạ? Đấy. Đấy, sau đó thì chúng ta có thể đổi cái hình này. Đấy, chúng ta có thể đổi sang một cái hình nào đấy mà chúng ta thấy phù hợp nhé. Đấy, ví dụ như chọn một cái hình ảnh này nhé. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong này. Thứ nhất là có một cái hình này, được chưa ạ? Tên bot thì viết liền không dấu này. Cái bot description này thì là chúng ta viết cái gì cũng được, không quan trọng nhé. Cái này nó là chỉ là mô tả cái bot này thôi, được chưa ạ? Ở đây thì chúng ta sử dụng là dạng là ChatGPT nhé. Đấy, nhớ chỗ này là dùng ChatGPT nhé. Đấy, cái câu lệnh ẩn này thì mình copy trong câu lệnh của thầy vào nhé. Đấy, còn chỗ này thì chúng ta viết thêm một vài từ, đấy, một vài câu để nó hiện ra lúc ban đầu nhé. Xong chúng ta nhấn là create bot. Đấy, thế là xong. Cái tên này là có người dùng rồi anh chị em nhé. Cái tên Quang Huy này có người dùng rồi này. Đấy, thì mình sẽ ghi là người biết tuốt đi. Đấy, hay là Quang Huy bot đi nhá. Đấy, xong mình nhấn tạo create bot. Rồi, OK. Đấy, như vậy mình đã tạo được cái Quang Huy bot này. Đấy, và bây giờ ấy, là chúng ta gì ạ? Chúng ta ở đây nó ghi là tôi nhà thông thái Quang Huy, tôi có thể giải quyết những vấn đề khó khăn của bạn, cần hỗ trợ vấn đề gì. Thì mình sẽ hỏi nó là gì ạ? Tôi đang gặp khó khăn trong vấn đề là gì ạ? Là giảm cân đi. Đấy, nhấn enter, nhấn cái phím này. Đấy, vâng, để giúp bạn giải quyết vấn đề giảm cân, tôi sẽ sử dụng phương pháp 5Y để tìm hiểu nguyên chất gốc rễ vấn đề. Bạn có thể cho biết chi tiết tình huống của bạn không? Tôi bị thừa cân, béo phì và mỡ máu. Được, tôi hiểu. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề 5Y. Tại sao bạn bị thừa cân và béo phì? Vì tôi ăn quá nhiều thức ăn không tốt cho sức khỏe như đồ ăn nhanh, đồ chiên, đồ ngọt, đồ uống có ga. Tại sao bạn ăn nhiều quá thức ăn không tốt sức khỏe? Vì tôi thường xuyên bị căng thẳng lo lắng, ăn uống để giải tỏa cảm xúc. Tại sao bạn thường xuyên bị căng thẳng lo lắng? Vì tôi quá nhiều áp lực công việc, gia đình và cuộc sống. Tại sao bạn có quá nhiều áp lực công việc, gia đình và cuộc sống? Vì tôi không biết cách quản lý thời gian và phân bổ công việc hiệu quả. Tại sao bạn không biết cách quản lý thời gian và phân bổ công việc hiệu quả? Vì tôi chưa học cách quản trị thời gian và đặt ra ưu tiên cho những việc quan trọng. Dựa trên những phân tích bằng phương pháp 5Y, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề của bạn là thiếu kỹ năng quản lý thời gian. Đó, đưa ra cái giải pháp. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm giải pháp cho vấn đề của bạn. Bạn có thể tham khảo các bước dưới đây. Đấy, học quản lý thời gian. Đó, đấy, anh chị em thấy sao? OK không ạ? Rồi, like cái nhé nếu mà anh chị em thấy hay. OK, bye bye.